Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu quý vị và các bạn một ngọn núi rất độc đáo ở quê tôi. Đó là núi Đùm Cơm. Ngọn núi này rất đặc biệt các bạn ạ. Đây là một ngọn núi ở tại xã Quý Lộc. Giới thiệu với các bạn ngọn núi này rất đặc biệt. Ở trên đỉnh có một hòn đá lớn. Và các cụ ở đây gọi là Đùm Cơm, và ở trên gọi là Trái Cà. Đây các bạn xem này. Nhìn thế này thôi nhưng mà hòn đá này rất to các bạn ạ. Hòn đá này nếu mà đặt lên container thì một container chở chắc là mới được. Nhìn thế này mà to lắm. Chiều cao của hòn đá này là hơn 3 mét. Và chiều dài nó vào tầm khoảng 7 mét. Và ở trên có một hòn đá nhỏ hơn gọi là Trái Cà, ở dưới là Đùm Cơm. Và theo như các cụ ở đây nói là trời đất cho Đùm Cơm và Trái Cà để ăn cho đỡ đói từ thời xa xưa đấy các bạn. Đây các bạn thấy tổng thể đây. Bây giờ mời các bạn xem hướng khác của ngọn núi này. Núi này còn có tên gọi là núi Tố Nữ các bạn ạ. Vì nhìn từ phía bên này giống như đầu người á, giống như đầu của hoàng tử hay công chúa gì đó. Ở một góc nhìn khác này các bạn, mời các bạn xem. Và núi này tôi chưa gặp ở đâu bao giờ. Và ngọn núi này có lẽ là độc nhất vô nhị trên thế giới các bạn ạ. Và đây là một góc nhìn khác các bạn ạ. Không biết là các bạn nào có cảm hứng gì từ cái đỉnh núi này để mình tạo ra một cái tiểu cảnh gì không các bạn? Đây là một góc nhìn khác đấy các bạn.
Chỗ này là nhìn từ một góc khác này các bạn. Phía bên này nhiều cây che lấp nên là mình thấy được có một chút trên đỉnh thôi. Đây là phía sau ngọn núi đây các bạn. Ngọn núi này đứng độc lập ở trên một cánh đồng các bạn ạ. Đây là một góc nhìn khác các bạn này, nhìn xa thì nó nhỏ này thôi. Hòn đá rất lớn. Cái người chơi xuống ít hay hơn. Đây là cái đỉnh. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem video. Chúc tất cả quý vị và các bạn nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.